Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Mạnh TV Nguyễn lại gửi tới các bạn chương trình chia sẻ với các bạn cách để các bạn sửa một cái lỗi cực kỳ hữu ích trên máy tính. Đầu tiên thì mình gặp phải một cái trường hợp như thế này, đó là mình không thể truy cập được một trang web. Đó. Khi mình truy cập vào một trang web nhất định nào đó thì máy tính mấy trang web báo lại là không thể truy cập vào trang web này. Đó. Và họ đưa ra cho chúng ta là ba cách xử lý. Và khi chúng ta ấn vào chi tiết thì chúng ta cũng có được cái cách xử lý mà họ đưa cho. Tuy nhiên mình cũng đã thử rất nhiều cách và mình cũng thử là lên trên mạng tìm kiếm của các anh em đồng môn. Tuy nhiên mình vẫn chưa xử lý được và có nhờ một bạn, bạn cũng bên IT, bạn cũng xử lý cho mình. Nhưng mà nó cũng không hiệu quả. Thì sau đó thì mình đã tìm cách và mình đã thấy có một cái cách này cực kỳ hiệu quả. Và hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn. Khi các bạn gặp phải trường hợp giống như mình, đó là không thể truy cập trang web này ha. Và để làm được điều này thì mình sẽ hướng dẫn gửi tới các bạn cách để các bạn làm cái đơn giản thôi, rất đơn giản đó. Các bạn có thể thử, mình không biết chắc được rằng các máy của các bạn có thể được hay không. Thế nhưng mà nếu như cách này không được, ta sẽ dùng một cách khác. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn xử lý được cái trường hợp không thể truy cập được trang web này nhé. Đây, thì đầu tiên thì để xử lý được cái việc đó thì các bạn cần vào cái ổ cứng của chúng ta, đó là IPC. Các bạn click vô này, các bạn vào cho mình IPC này. Tại đây thì các bạn vào cho mình cái ổ C. Các bạn cần phải làm theo hướng dẫn và thật chi tiết thì các bạn mới biết được là cần phải đi những cái bước như nào, đúng không các bạn? Đó, sau đó các bạn trỏ vào cái Windows này, Windows S này. Các bạn click rồi, các bạn tìm cho mình một cái mục đó là đây đây, các bạn tìm cho mình một cái là Stream 32. Cái này thì mình không giỏi tiếng Anh lắm nhé các bạn. Các bạn click tiếp rồi này, sau đó các bạn mở ra, các bạn tìm cho mình thứ đó là VVS. Đây, VVS nhé các bạn. Các bạn click tiếp vô, sau đó thì các bạn chọn cho mình một cái mục là etc nhé. Ok. Tại đây thì các bạn sẽ được cập nhật thấy sao ạ? Thấy cái hot này. Này các bạn sẽ thấy cái hot này. Đó. Và các cái hot và các cái network này, các cái protocol này, server này. Đó. Thì ở đây mình sẽ quan tâm đến cái hot trước nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hot ra cho bạn xem này. Các bạn Lotepan này đi. Đó. Bạn chọn mở ra này. Đây. Đây là toàn bộ cái file cái hot của mình. Đó, toàn bộ cái hot của mình. Thì các bạn có thể để ý nhé. Như thế này. Khi các bạn vào cái file hot này, các bạn mở ra. Nếu như phía dưới đây này, đây của mình có một thứ này. Đó. Phía dưới của cái local hot này mà nó có nhiều các cái mã, các cái trang web định hình ở dưới này. Các bạn cứ thử kiểm tra xem nó có nhiều không nhá. Nếu mà nhiều nhá, dưới cái local hot này mà nhiều thì các bạn vui lòng bôi đen và xóa nó đi cho mình, xóa đi đó các bạn, các bạn xóa đi này, sau đó các bạn lưu lại ha, các bạn lưu file này. Các bạn lưu file này, các bạn save lại và các bạn sẽ vào ở đây, nó sẽ cho vào đây, tuy nhiên là nó sẽ không nhảy vào đây được, thì các bạn cứ xếp lại vào trong document đi. Đây này, nó hỏi là không cho lưu vào đây này đó. Thì các bạn yes này. Đó. Thì nó sẽ chuyển cho chúng ta vào cái document nhé. Đó. Các bạn thấy không? Thì các bạn cứ cái này bạn cứ đặt cho mình là cái hot này đi. Không có sao cả. Đó. Các bạn nhấn là save. Rồi. Sau khi save thì các bạn quay trở lại. Các bạn vào document này. Các bạn kiểm tra lại. Đây này. Document. Thì các bạn thấy có một cái file hot ở đây đúng không ạ? Đây. Có một cái file hot ở document nhé. Document ở OC đấy. Nhưng đây là cái thư mục text cho các bạn. Đây không phải là file hot trên server nhé. Thì để kết nối được cái file hot này, đổi file hot này sang cái file hot kia, thì việc của chúng ta cũng như sau. Các bạn quay trở lại cái tab cũ này. À, cái tab này mất rồi. Thì mình sẽ trở lại các bạn từ đầu này. Đây. Các bạn vào IPC, các bạn vào ổ C. Đó. Sau đó các bạn vào Windows S. Sau đó các bạn tìm cho mình cái System 32 này. Đó, YouTube vô bạn tìm GV S, sau đó etc. Tại đây nó có một cái file hot này ha.
thì để ghép đuổi được cái file hot này, dán cái file hot ở document này vào đây này các bạn, dán cái document này vào đây thì các bạn cần phải đổi cái tên hot này đi trước. Đây giả sử mình sẽ sử dụng nó là vname đó nhá, mình sẽ vname nó là hot 102 được không các bạn? Này các bạn để ý này, nó sẽ trở thành hot 102 nhá. Đấy, hot 102. Sau đó các bạn vào vào view, sau các bạn vào option, các bạn vào challenge for and the single third option thì nó sẽ hiện cho ta cái bảng như thế này. Các bạn vào cho mình view đó, tại đây các bạn kéo xuống này, các bạn để ý cho mình nhé, ở đây nó có cái thư mục là hai này, các bạn tắt đi này, hai này bạn tắt đi, hai này bạn tắt đi. Khi các bạn tắt đến cái hai stream này thì nó sẽ hỏi chúng ta, thì chúng ta sử dụng ra nhé. Đó các bạn tắt hết đi đúng không, các bạn âm đi, ok các bạn, ok rồi thì cái file này nó sẽ được định dạng sang một cái khác được không bạn? Và việc của chúng ta là quay trở lại document của mình. À, bây giờ mình sẽ copy lại cái này để cho nó thành một trang khác nhé các bạn. Để mở lên này, sau lại vào document này, sau đó mình sẽ vào cái file hot này mình copy này, copy copy, các bạn lại trở về OC về OC này. Vào cái window này, vào cái team team 32, click vô này, bạn chọn driver này, etc này. Đó, tại đây có một cái hot nhé, thì các bạn dán lại cho mình, dán lại paste continue. Rồi các bạn thấy cái file hot này không ạ, file hot tc này không ạ? À, việc của chúng ta là sao ạ, chúng ta sẽ xóa cái này, txt này, xóa đi, xóa đi đúng không? Sau đó các bạn click ra, nó sẽ hỏi chúng ta cần phải cập nhật sửa đổi đúng không ạ? Các bạn yes. Rồi sau bạn continue. Ok, thì sao? Thì cái hot mà chúng ta vừa lấy xóa đi cái phần cuối ấy, thì nó sẽ được hiển thị lên trên đầu và cái máy tính của chúng ta nó sẽ đọc là đọc cái trên đầu xuống, sau đó nó mới sử dụng cái số 2. Thì khi nó đọc đến cái hot đầu tiên này thì các bạn vào cái trang web đó thì sao các bạn sẽ lại vào được cái trang web đó nhé. Đó việc đó rất đơn giản rồi, các bạn có kiểm tra lại thì các bạn lại vào Lotepan để các bạn kiểm tra lại xem đúng không. Đó có phải là vừa lấy từ cái local hot mình đã xóa đi một cái phần quy cuối này rồi đúng không ạ? Thì khi đó thì các bạn sẽ sử dụng được cái máy tính của mình vào các cái trang web cụ thể nhé. Đó thì sau đó thì cái kết nối này, cái trang web mà bạn vào ấy, ví dụ như các bạn vào Vimix đi mà cái bạn không mở ra được thì có một lỗi nho nhỏ là việc các bạn trước đó các bạn đã cài cái chương trình gọi là cái bạn bạn đã dán dán ba cái mã vào phía cuối của cái hot đó và bạn đã cập nhật lại rồi đúng không? Khi bạn dán vào rồi bạn ghi đè lên rồi để làm sao để cho cái trang web của Vimix không đọc cái bản connect đó, thì các cái bản connect thường là những cái bản bị dán hay bị ghi đè lên một cái điều gì đó để làm cho các cái trang web chủ, các cái máy chủ người ta không đọc được, thì đó gọi là các cái bản connect. Vậy nên nếu các bạn không truy cập được thì các bạn vui lòng làm thử cái thao tác đúng của mình thì có thể các bạn sẽ xử lý được cái lỗi này. Và mình cũng bị rất nhiều lần cái lỗi này nhưng mình chưa tìm được cách, trong thời gian vừa rồi mình đã tìm ra và hôm nay mình rất vui mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể sửa chữa được cái điều này nhé. Chúc các bạn có một ngày may mắn, nếu như sửa được thì vui lòng comment bên dưới và tặng cho mình một like và nhớ đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.